dấu vàng dưới gốc cây. Một cân thành năm lạng như thế này thì chẳng mấy mà ta giàu to. Mua gạo, cần mua gạo với số lượng lớn đây. Mua gạo với giá tốt đây, 1 đồng 1 cân. Ôi, những 1 đồng 1 cân gạo kìa. Tháng trước tôi bán gạo cho nhà anh Tư đầu chợ, chỉ có 8 hào một cân thôi. Vậy à, thế thì tôi phải mang gạo ra bán cho anh ta thôi. Đây nhé, 5 cân là được 5 đồng nhé. Lạ thật, đặng như vậy mà chỉ có 5 cân thôi à. Đúng là một ngày bội thu, bội thu. Đây, 100 cân gạo là 90 đồng nhé. 90 đồng là ông chủ được hời lắm rồi đấy nhé. Hẹn lần sau gặp lại. Một trăm cân gạo mà lũ nông dân ngu ngốc bị ta lừa thành 50 cân. Ta mua hết 50 đồng, bán đi được những 90 đồng. Hôm nay đúng là một ngày buôn may bán đắt. Đúng là ông trời không phụ người tài như ta. Lừa, lừa của ta đâu rồi? Này cháu, cháu có thấy con lừa của ta cột ở đây lúc nãy, giờ ở đâu không? Có phải con lừa bị mù mắt bên trái và què chân bên phải không? Sao lại... Thằng bé này nói thế, chắc có một con lừa như vậy. Nhân cơ hội này nhận luôn lừa của mình như thế đi. Còn con lừa của ta, ta sẽ đi tìm sao? À, thì ra chính mày ăn trộm lừa của ta. Đúng là nó bị mù một mắt trái, què chân bên phải. Mau khai ra, lừa của ta đâu rồi? Ông đừng có mà đổ oan cho người khác. Đổ oan à? Không dưng sao mày biết nó mù mắt trái, què chân phải? Đó là... Mày còn già hỏng hả? Đó là cái gì? Được rồi, mau theo ta lên gặp quan phủ, xem mày còn có thể cãi bừa được không? Bẩm quan, thằng này đã ăn trộm lừa của con mà không trả. Tháng trước con vừa mua con lừa đó với giá 20 đồng đó ạ. À, thế nào, cậu bé, cháu có gì để giải thích không? Dạ, con không ăn trộm lừa của ông ấy, con có biết gì đâu. Thưa quan, nó cãi láo đấy. Nó còn biết con lừa của con mù mắt trái, què chân phải. Chính miệng nó nói vậy ạ. À, vậy là lừa của ngươi bị mù mắt trái, què chân phải à? Dạ, con lừa ấy không thể lẫn với con nào khác được đâu. Dạ, cháu không ăn trộm, nhà cháu chỉ có mỗi một con lừa bình thường thôi ạ. À, được rồi, chuyện này xử đâu có gì là khó. Bẩm quan lớn, đúng vậy ạ. À, lĩnh đâu, hãy đến ngay nhà thằng bé này, xem có phải con lừa nó bị mù mắt trái và què chân phải hay không. Dạ, vâng ạ. Để minh bạch, hãy dẫn cả người lái buôn và thằng bé này về xem luôn thể, cho tỏ ba mặt một lời. Bẩm quan, chúng con đã tới nhà cậu bé, nhưng không có con lừa nào mù mắt trái, què chân phải cả. Chỉ có một con lừa lành lặn, bình thường thôi ạ. À, dạ bẩm quan, nhưng con lừa đó đúng là con lừa của con đấy. Chết rồi, xem chừng mắt mù thằng nhỏ này mất rồi. Dạ, có khi nó đã chữa lành cho con lừa đấy ạ. À, giờ mà ngươi vẫn còn nói càng được như vậy à. Dạ bẩm, con thề con lừa đó đúng là con lừa của con. Đồ gian manh, ngươi dám đổ oan cho một đứa trẻ vô tội mà vẫn già mồm. Lính đâu, mang tên này ra đánh 50 roi cho ta, xem lần sau hắn có dám tái phạm nữa không. Con cảm ơn quan phủ công minh. Xin quan tha tội, xin quan tha tội. Hãy nhớ đấy, đừng có lừa thiên hạ nữa. Hàng xóm. Đây, ông tính thế nào đi chứ? Chả nhẽ lại chịu thua hai mẹ con nhà hàng xóm à? Bà làm gì mà cứ nhằn lên thế? Đầu khắc có đó, vội vàng là hỏng việc, hiểu chưa?
Nhưng mẹ con họ lì lắm. Tôi đã làm đủ mọi cách rồi. Thuê cả đầu gấu, dọa nạt mà mẹ con bà Thúy vẫn nhất định không chịu bán nhà, dọn đi đâu hết. Này nha, tôi là tôi cấm việc, bà nhờ đầu gấu đấy. Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, không việc gì phải làm ầm ĩ. Bà làm thế vừa mang tiếng vừa hỏng việc ít gì. Ông cứ nói thế, cơ mà ăn thua gì đâu. Cứ dùng kế như tôi nhẹ nhàng mà sâu cay cho mẹ con họ sợ, tất họ sẽ tự nguyện rời đi. Mình vừa được việc lại không mang tiếng. Con chào ba mẹ. Sang một mình thôi à? Bụng mang dạ chữa, sao không bảo chồng nó đưa sang? Anh ấy vẫn bận chuyện đất cát đấy, rõ mệt. Ba mẹ xem thế nào, mua đứt mảnh đất nhà bà Thúy cho vợ chồng con đi. Thôi được rồi, để ba mẹ tính. Ba mẹ không thể để mất cơ hội này được. Theo tin mật thì thành phố sẽ mở đường vành đai 3 qua huyện ta. Con đường ấy mở thì nhà mình ở mặt đường. Mua được nhà bà ấy thì tha hồ thuận tiện buôn bán làm ăn à. Bố mẹ biết rồi, con không phải lo. Năm nay con được 2 điểm 10 mẹ ơi. Con phải cố gắng học hành, để sau này có công ăn việc làm ổn định, mẹ con mình mới bớt khổ được. Này chị ơi, sao chị vô ý thế? Hắt nước ướt hết người mẹ con tôi rồi. Ấy chết, hai mẹ con ngồi đấy à. Tôi không biết, lỡ tay hắt chậu nước tưới cây. Bó rau thì vào ngồi lui vào trong, tránh cái hàng rào ra hộ nhé. Người đâu thật là tai ngược. Hai mẹ con nó vừa được tắm xong. Cứ thế thôi, chán nhẹ ắt cũng phải biến đi thôi. Hả? Sao thế này? Sao lại có người ác ý thế chứ? Sao nhà cô Thúy lại nhiều rác thế kia? Vâng, chả biết ai vô ý thức nên vứt rác bừa bãi, vứt cả sang nhà tôi bà. Họ xem nhà tôi như chỗ để rác không bằng. Ừ, mà tôi chả hiểu cô gây thù chuốc oán với ai, suốt ngày thấy bị đe dọa. Hôm thì đầu gấu đến tận nhà. Nào tôi dám gây thù chuốc oán với ai đâu ạ. Tôi nghe bảo cô định bán mảnh đất này hả? Cô tính thế cũng được, mà nếu có bán, cô để cho vợ chồng tôi nhé. Không bà, đất là của cha ông để lại. Bà nghe ai bảo thế? Ở đây quen rồi, lại có bà con hàng xóm. À, đau quá, đau quá, đau quá. Trời, cái mai làm sao thế kia? Nín đi nào, nín đi cháu ngoan. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, hôm nay mẹ con cháu không biết ra sao nữa. Ôi dào, ân huệ gì. Nghỉ ngơi đi cho khỏe cháu à. Sao cô lại ở đây? Con gái còn không sao chứ. Hôm nay con sang nhà, giữa đường mưa to, đường trơn nên bị ngã xe. Cũng may có cô Thúy nên mẹ con của con mới sống sót được à. Ôi, đúng là phúc nhà tôi còn lớn lắm. Cảm ơn cô nhiều. Hàng xóm với nhau có gì mà chỉ bảo ơn với Huệ. Thôi, hai bác ở lại với cháu. Tôi xin phép về đây. Vâng, cô về. Cảm ơn cô nhé. Tôi ân hận quá. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ ý định mua lại mảnh đất của cô ấy thôi. Vâng, nghĩ mình cũng tệ với cổ. Có lẽ còn phải sang xin lỗi vì những việc mà vợ chồng mình gây ra nữa chứ. Cháu ngoan, cháu sinh ra đã có phúc, nhất định lớn lên sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bà giúp việc. Mẹ ơi, con mới về. Về rồi hả con? Hôm nay nhà ta có bà giúp việc mới tới đây. Mẹ đang làm cơm, con lau bàn ăn giúp mẹ nha. Bà giúp việc à? Sao thế con? Sao không thuê các cô giúp việc trẻ ấy? Bà già thế rồi, có làm việc được không ạ? Bà già thế thôi, nhưng rất chu đáo với lại sạch sẽ. Con đừng tỏ thái độ với bà, để bà buồn nghe chưa? Đây là bà hai, từ nay bà sẽ ở với nhà ta. Con chào bà mới ở quê lên, đường xa có mệt lắm không ạ? Hồi xưa ở quê nhà mình ở kế bên nhà bà vẫn chạy sang đó ăn cơm ké với bà suốt đó con.
Chào cả nhà, chào cháu gái. Cháu chào bà, cháu mới về, phải lên cất cặp sách đây ạ. Hôm nay bà mới lên còn mệt, lát bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi bà. Vâng, tôi nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lên thôi. Thành phố ăn uống lãng phí quá. Nhà mình có 3-4 món mà nấu nướng thức ăn thừa mứa thế kia. Ăn thế này ở quê chỉ có ngày Tết, ngày giỗ mới có thôi. Ở đây nhà nào cũng thế cả bà. Ăn hết cơm đi cháu, đừng bỏ thừa mứa thức ăn phí lắm. Cháu không ăn nữa đâu, chán lắm. Dương, bà nói đúng đó, ăn nhanh lên. Ăn xong rồi, các con cứ lên lầu nghỉ đi, để đưa bà dọn cho. Bà ấy làm gì thế nhỉ? Sao lại giấu thức ăn vào túi thế kia? Hay là bà lấy trộm thức ăn nhà mình mang lên phòng? Biết ngay mà, bà lấy thức ăn nhà mình lên ăn, thật là... Dương, đi học về rồi đó hả? Vâng ạ. Sao cháu không để dép ở ngoài? Nhà vừa mới lau còn ướt, lại bẩn hết. Lại còn dạy dỗ mình nữa chứ. Bà tha rác với thức ăn thừa để đầy cả phòng, bẩn không chịu được. Rồi bà còn đi đâu vậy? Mình phải đi theo đình mới được. Hai đứa ăn đi, đói lắm rồi phải không? Ngon quá, cháu cảm ơn bà. Bà ơi, bà tốt quá. Từ ngày bà về đây ở, anh em cháu chẳng bao giờ sợ đói nữa. Đây là ít vỏ chai lọ, hai đứa mai đem đi bán, được đồng nào hay đồng ấy. Mấy hôm nay trời nắng, đi ra bãi rác nhớ đội nón vào, kéo bệnh thì khổ lắm, nghe chưa? Bà ơi, bà tha lỗi cho cháu. Không có công việc gì tẻ nhạt. Hồ sơ của cô rất tốt, rất phù hợp với công việc ở đây. Nhưng tiếc quá, cô nộp muộn hơn một tuần so với hạn. Chúng tôi đã chọn được người rồi. Thưa chị, em học về thời trang, từ lâu đã mơ ước được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp như công ty ta. Không biết còn cơ hội làm việc nào ở đây nữa không ạ? Thật ra là còn, nhưng mà là vị trí cắt nhãn mác cho sản phẩm. Cắt nhãn mác ạ? Đúng, chắc cô không nhận đúng không? Công việc này khá là đơn giản và... Dạ không, xin chị cho em được thử vị trí này được không ạ? Công việc này chỉ có mỗi việc là cắt mác từ cuộn thôi, một công việc thủ công thông thường, chẳng cần trình độ gì cả. Cô thì lại tốt nghiệp đại học mỹ thuật, cô có chắc mình muốn làm không? Em mới ra trường, có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như thế này đã là may mắn lắm rồi ạ. Vậy thì sang tuần tới cô có thể bắt đầu công việc được đấy. Vâng ạ. Biết sắp đến giờ nghỉ giải lao chưa? Ôi chào, trên đời này sao có cái việc nhàm chán và đơn điệu thế chứ? Trước đây cô có học chuyên nghiệp gì không? Dạ, em học đại học mỹ thuật chị ạ. À? Trời, học hành bài bản vậy mà cô phải vào đây làm công việc này ư? Đúng đó, cô thật kỳ lạ mà. Em thấy công việc nào cũng có cái hay mà.
Tôi mà học hành tử tế như cô á thì chẳng việc gì tôi phải... Thưa giám đốc, vừa rồi chúng ta đã vào thăm các bộ phận quan trọng nhất của công ty. Khu vực cuối này chỉ là khối cắt và gắn nhãn mác. Có cần vào thăm không ạ? À? Vẫn còn thời gian, vào qua một lát cũng được. Dạ vâng ạ. Chào giám đốc ạ. Chào các cô. Thế nào, chỉ tiêu tháng này các cô đã hoàn thành chưa? Dạ, cũng sắp hoàn thành rồi thưa giám đốc. Vừa rồi chúng ta đã thay một loạt nhãn mới cho quần áo trẻ em. Các cô thấy thế nào, ổn chứ? Dạ, ổn quá ổn đấy chứ, đẹp hơn mẫu cũ. Vâng, mới và cứng cáp, đẹp lắm ạ. Nhưng thưa giám đốc, theo tôi thì ta cần phải thay đổi chất liệu nhãn mác ạ. Nhãn mới khá đẹp, nhưng theo tôi thì quá cứng với trẻ nhỏ ạ. Chúng ta nên sử dụng chất liệu mềm hơn, sẽ khiến trẻ thoải mái hơn ạ. Thưa anh, đây chỉ là bộ phận cắt nhãn mác. Em nghĩ anh không cần quá chú tâm đến nhận xét của họ đâu ạ. Không, cô ấy nhận xét đúng đấy chứ. Vậy theo cô nên dùng chất liệu gì? Em nghĩ dùng chất liệu bằng lụa, bằng cô tông hoặc bằng nhựa silicone mềm sẽ tốt hơn ạ. Em thấy loạt nhãn mác cho sản phẩm trẻ em mới chưa được đầu tư đúng mực. Chất liệu cứng mà cách ghi thông số về sai, kích thước hơi khó hiểu ạ. Cho nên em nghĩ... Ngoài mác trên huy hiệu, kích thước, size, em nghĩ nên làm thêm mác ghi rõ chất liệu, cách sử dụng, cách là, để tránh sản phẩm bị hỏng. Như vậy, ta vừa hướng dẫn khách hàng cách dùng, vừa khiến họ thấy sản phẩm rõ ràng được đầu tư một cách cẩn thận ạ. Những điều cô vừa nói tôi thấy đều rất có lý. Đúng là trước giờ chúng ta đã chưa thật để tâm đến nhãn mác sản phẩm. Lát nữa tôi sẽ triệu tập ngay một cuộc họp về vấn đề này. Nhớ mời cô Hương lên họp cùng chúng ta nha. Dạ vâng ạ. Thật may hôm nay tôi không nghe lời cô bỏ qua bộ phận cắt nhãn mác. Thế mới biết không có công việc gì là tầm thường cả. Quan trọng là đầu óc của người làm việc ấy. Cô gái này sẽ trở thành lãnh đạo của công ty chúng ta trong tương lai. Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Chìm gáy bảo vệ con. Hai con mình ăn khỏe thật, loáng cái đã ăn hết đống thức ăn này rồi. Tình hình này thì lát nữa tôi sẽ đi kiếm mồi với mình. Tối còn có sâu cho hai con ăn chứ. Trời ơi, diều hâu! Lạ thật, sao hôm nay đi mãi mà chả thấy con mồi nào thế này? Đói quá đi mất. Thế này thì nguy quá, lỡ con diều hâu phát hiện ra con mình thì nguy mất, mình phải bay về ngay thôi. Ôi chết, con diều hâu đậu ngay trên tổ mình. Bây giờ mình đổ xuống dưới lùm cây kia, tôi sẽ lại gần và dụ nó bay đi chỗ khác, sau đó mình phải bay ngay về tổ để bảo vệ các con nghe chưa. Nhưng diều hâu... Nhỡ đâu nó bắt được mình. Không còn thời gian để nghỉ nữa đâu. Tôi gặp nguy hiểm cũng được. Miễn sao các con được an toàn là tôi thấy yên tâm rồi. Mình nhớ nhé. Lúc tôi dụ được nó bay sang hướng khác thì mình phải nhớ là bay ngay về tổ đấy. Tôi biết rồi. Có con mồi tự lao đầu đến rồi kìa. Lại còn dám đùa giỡn trước mặt ta ư. Giỏi lắm. Có giỏi thì thử bắt ta xem. Được lắm, hãy còn thách thức ta ư.
Hai con mau lại đây, ở yên trong cánh của mẹ này. Vẫn thoát được à? Nó rơi xuống đâu rồi nhỉ? Đúng là thế là mất con mồi ngon rồi. À, đau quá. À, đau quá. Mình phải về với các con. Trời, mình có làm sao không? Sao người mình đầy máu thế kia? Tôi không sao. Chỉ cần thấy mình và các con bình an, dù có chết, tôi cũng chẳng hối hận đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.